Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau dán màn hình gập cho Galaxy Z Flip 5. Bước 1. Vệ sinh màn hình gập Galaxy Z Flip 5. Chúng ta sẽ sử dụng miếng khăn lau chuyên dụng để lau chùi hết bụi bẩn bám trên bề mặt màn hình. Bước 2. Ướm miếng dán vào màn hình gập Galaxy Z Flip 5. Chúng ta sẽ ướm miếng dán sao cho vừa khít màn hình nhất có thể. Vì dưới miếng dán còn một lớp đế nữa, nên chúng ta có thể đặt lên nhấc lại sao cho vừa khít màn hình nhất có thể. Bước 3. Đẩy hai lớp đế dưới miếng dán màn hình ra. Chúng ta sẽ sử dụng miếng gạt chuyên dụng để đẩy hết hai lớp đế dưới miếng dán màn hình ra. Trong quá trình đẩy, nếu thấy màn hình vẫn còn bám bụi bẩn, chúng ta sẽ dùng khăn lau chuyên dụng để lau chùi vết bẩn. Trong quá trình dán, nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng để lại bình luận ở phía dưới video để cho bên mình được biết. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, các bạn vui lòng liên hệ đến số hotline và địa chỉ hiển thị ở trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.